Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa có quyết định truy tặng huân chương lao động hạng 3 cho ông Lê Hòa Bình, nguyên phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 31 tháng 3. Theo đó, khi đợt dịch thứ tư bùng phát tại thành phố Hồ Chí Minh, số ca mắc mới tăng liên tục, ông Lê Hòa Bình được giao nhiệm vụ phụ trách toàn bộ vấn đề xây dựng, cải tạo các bệnh viện dã chiến để kịp thời tiếp nhận bệnh nhân. Với sự chỉ đạo của ông Bình, các bệnh viện dã chiến và trung tâm hồi sức COVID-19 đã được hoàn thành trong thời gian ngắn. Cùng với đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã nỗ lực chỉ đạo các sở, ngành và trực tiếp làm việc với một số đơn vị để đảm bảo nguồn cung khí oxy phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh. Ông Lê Hòa Bình sinh ngày 1 tháng 4 1970, quê ở xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Ông có trình độ chuyên môn kỹ sư xây dựng, thạc sĩ kỹ thuật, cử nhân kinh tế, cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 12 2020, ông Bình từng giữ các chức Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đô thị thành phố, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 7 từ tháng 3 2016 đến tháng 4 2019. Đến tháng 4 2019, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh. Ông Bình từng nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2015-2017, huy hiệu thành phố Hồ Chí Minh và nhiều bằng khen của bộ, ngành, trung ương. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về pluavongphapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.